bật tung ưu đãi, trúng quà may mắn. Cơ hội rút thăm trúng 200 giải thưởng trị giá 10 triệu đồng khi mua các dòng xe của Yamaha Motor Việt Nam từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Ở tập trước, vì Hoàng bận công việc quay phim của mình nên đành xin cáo lui trước cùng các thành viên của nhóm. Hậu đã rất ga lăng khi xung phong chở Hoàng đi công việc của mình. Em có ấn tượng gì với năm bạn nam chưa? Dạ chưa. Ấn tượng đầu tiên thì có hai bạn nhỏ tuổi hơn. À dạ. Tại vì nghe nó còn đi học. Còn đi học. Thật ra có nhiều bạn lớn tuổi nhưng vẫn đi học. À đúng rồi. Là mình cũng chưa có kết luận được đâu. Dạ, đúng vậy. Bye bye nha. Dạ, bye bye. Ngôi nhà chung mùa 18 có những điều mới mẻ về luật chơi. Năm chàng trai được sở hữu 5 trái tim hồng là 5 trái tim cơ hội. Họ được quyền chủ động yêu cầu ban tổ chức cho mình được hẹn hò với bạn nữ nào mà mình đặt tình cảm và muốn khẳng định mối quan hệ. Nếu như các bạn không muốn chủ động hẹn hò với ai, thì đến ngày cuối cùng, trái tim cơ hội của chúng ta sẽ mất hiệu lực. Và mỗi bạn nam chỉ được sử dụng trái tim hồng một lần. Và một điều đặc biệt tiếp theo là sau 4 ngày, chúng ta sẽ chia tay một thành viên nam. 4 thành viên nữ, mỗi người sẽ có quyền giữ lại một người trong số 5 bạn nam. Bạn nam nào không được các bạn nữ giữ lại, đồng nghĩa phải chia tay ngôi nhà chung. Nâng ly chúc mừng cho ngày chúng ta gặp mặt. Dạ. Yeah. Dạ. Hai ba hô nó nhỏ nhỏ đấy nha. Hai ba hô nha. Một, hai, ba. Tại sao uống này mà lại là vô anh? Hơi phiền nha. Không, nếu mà chúng ta vô lớn á, thì là chúng ta đi nhậu ở ngoài quán. Còn chúng ta dôi nhỏ chứng tỏ là chúng ta đang uống một cái gì đó. Vậy sao đứng lên nào? Không, đứng lên để làm gì? Để cho chúng ta xích lại gần nhau hơn. Đó. Tạo cảm giác cũng hơn. Đúng rồi. À, dạ. Xin chào em. Hello. 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 Đó, các chàng trai. Hello. Yo. Yo. Và bây giờ, sau khi ăn uống thân mật, các thành viên sẽ được về ngôi nhà chung. Anh muốn ai ngồi bên cạnh anh? Hành trình 7 ngày của 9 thành viên Love House ngôi nhà chung chính thức bắt đầu. Anh một mình một giờ nha. Anh già rồi cho anh một mình một giờ. Thôi để chia. I'm coming first. Em nhường anh đi. Có một cái trò gì đó đi. Nhường anh đi. Mình phải công bằng với anh. Nhường anh đi. Em ngồi trước rồi. Không. Thôi. Ai sẽ tranh giành đi. Em ngồi. Cho anh ở đây đi. Anh còn ở đây em canh chốt nữa tôi. Anh không được. Anh ở trên nha. Ok. Anh ở dưới. Em rất là đơn giản. Ở đâu cũng được. Nha. Ấy phòng trang trí đẹp quá ha. Chill ha. Cái này mà có thêm mấy ly rượu á. Ooh, wow. Hai người giường. Xe nữa hả? Ôi trời, đúng là để hình thiệt luôn á. Quá. Wow. Hai vậy? Thiệt luôn. Hình mấy bạn nam á. Ôi. Không biết. Wow. Chắc là bên kia cũng có hình mình á. Ôi, có hình. Hình của ai á? Hình của bạn nữ nè anh. Hoa nè. À. Đây Mai. Là Mai. Đây là Trâm Anh. Còn đây là Uyên. Ồ.
Ê, về, về, về. Ê, thôi, ê, lấy một túi thôi. Đây, 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 đây. Có trò này túi nó chơi nè. Uno nào. À. Đấy, rồi. Ê, nhìn mấy tấm hình này thấy khác quá ha. Biết khác nhất là ai không? Thấy Trâm Anh nó khác hoàn toàn luôn á. Không, em thấy ai cũng khác hết anh rồi. Một ai giống trong thực. Sao hình ảnh? Đây nó gọi là cái phong cách mà hiện tại vừa rồi bạn mặc. Ồ, bạn biết đánh đàn à? Không hoàn toàn. Chụp hình em. Không, gõ tay đúng hợp âm này anh. Thì gõ tay đúng hợp âm nhưng mà quan trọng là đánh kêu có đúng hợp hay không. Bạn có thể bạn biết ngang đó. Ờ. Là tối ngủ là mình phải nhìn hình vậy hả? Hình bạn này hơi tối nha. Bạn Sơn hình ăn ảnh nè. Bạn Sơn ăn ảnh nè, bạn Vĩnh cũng ăn ảnh nè. Nhìn anh ấy không ghê nha. Nhìn Tùng con nít quá. Con nít. Như Tùng nhỏ tuổi nhất mà. Đúng không? Vậy hả? Như vậy em không biết tuổi hai em, bạn kia thôi. Em thấy hai bạn này chắc bằng tuổi hay như thế nào đó. Ừ. Nhưng mà nếu như mà chưa gặp mà nhìn hình thì chắc mình sẽ không đoán được. Bị đổ bởi ai? Vĩnh với lại Sơn. Nhưng mà mình tiếp xúc rồi cho nên là mình kiểu mình có cảm tình với lại anh Minh, chắc hợp vài cái. Em chưa có tiếp xúc thì em sẽ ấn tượng bởi anh Vĩnh. Đúng rồi, anh Vĩnh. Anh Sơn thì hơi nghiêm túc quá. Nhìn sơ mi vùng tay hơi nghiêm túc quá. Nhưng mà tiếp xúc rồi ấy, thì thấy anh Vĩnh dễ thương, nói chuyện được. Chị thì vẫn chưa tìm được đối tượng lắm hết. Thôi để thời gian tìm hiểu đi. Ok. Sau khi đã nhận phòng xong, các thành viên tụ lại tại bếp để nhận các hoạt động tiếp theo từ chương trình. Ủa, 5 người là ngủ sao là hai cái giường tầng, hai là giường hai giường tầng với một cái giường hai người ngồi. Mọi người chia giường sao vậy? Anh một mình một chỗ. Nó kêu là anh già rồi, anh không được chơi. Không hề, không hề, anh rảnh của em. Nhờ anh đi. Công bằng như anh. Ừ, nhờ anh đi. Em ngồi trước rồi. Không, anh già rồi mình nhờ anh, nhưng không thương anh vậy đó. Anh dành của đứa trẻ. Chứ bây giờ mày đứng đi giờ mấy cái giường tầng thì anh già rồi, chân tay yếu rồi, trèo lên sao được, đúng không? Mày cho anh nằm ở cái vị trí để mà anh thoải mái đi lại chứ. Đâu cần mọi trèo. Người, mọi người hãy ghi nhận nha, chân tay anh yếu rồi nha mọi người. Ủa là phòng bự không? Cũng đúng không? Ok. Phòng anh có cái đặc biệt đó là có thêm mấy tấm hình rất là dễ thương. Phòng mấy anh có hình tụi em không? Không, đâu có hình tụi em đâu. Hình mấy cô tên nữa mà. Đẹp không? Đây còn không đẹp nữa em, cực kỳ đẹp, xuất sắc luôn. Bây giờ đó, anh nói nghe ngồi ngắm. Mấy đứa không đứa ngủ hết á. Phải ngồi ngắm. Ngắm hình không à. Đấy, ngồi cái tướng cái trang anh gì nè. Đấy. Ai ngồi? Tất cả 5 người luôn. Xem hàng ngồi. Ủa, có đâu. Ấy nhưng mà khoan đã cho anh hỏi thế, bây giờ mình ở đây là mình làm cái gì vậy? Vào bếp mà không biết là mình thử thách gì nè. Vào bếp mình trò chuyện tâm sự anh. Kìa, có cái hộp đó kìa. Em nói nó là xấu nè, thấy chưa? Có hình nhiều. Ủa, xấu hết á. Ủa, xấu thôi, chọn số đi. Em nói rồi. Chọn số mới. Trong cái bếp này phải có một cái điểm. Khoan nha, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, ơi, em này thích số 3 nè. Number 5. Ủa, sao giờ 3 nè. Số 5 của mình đâu rồi? Hết rồi. Number 5 đó, mọi người ơi. Hỏi hỏi quá. 1, 3, 6. Chia sẻ, thành công nhớ. Sao? Goodbye, see you again. Là mấy? Anh muốn sao ta? Chúng ta có sợ hai không ạ? Không phải sợ hai nha. Tem là ít người nhưng mà... Đúng, chất lượng đúng không em? Tem là ít người, chất lượng nè. Phần bốc thăm số ngẫu nhiên đã chia ra thành hai team. Team 1 gồm Trâm Anh, Minh và Vĩnh sẽ đi khai trương tiệm bánh mì của Trâm Anh. Và các bạn còn lại sẽ có những cuộc hẹn hò ngẫu nhiên. Mai, Sơn, Hậu đã có một cuộc trò chuyện ba người cùng nhau. Cô nàng của chúng ta luôn chủ động bắt anh chuyện. Ấn tượng ai nhất? Hiện tại thì anh ấn tượng chị Uyên. Chắc có lẽ là chị nho nhất phòng. Cảm giác lúc sáng anh có được một buổi hẹn hò với chị đấy. Nhờ với Uyên chọn anh ấy thì anh thấy Uyên kiểu
cũng kiểu lúc đầu nói chuyện với mọi người kiểu hơi tỏ ra mạnh mẽ các thứ, nhưng mà Uyên khá là nữ tính với khá bánh bẻo ở trong ấy. Với lại cũng hay nhoi nhoi, nói chuyện cũng khá đáng yêu. Anh thì cũng thích kiểu người mà có style kiểu với lại biết mình thích gì, với có một cái style nhất định ấy. Mặc đồ rồi phụ kiện phối được các thứ nó match với nhau ấy. Mà anh thích kiểu con gái mặc đồ nữ tính, cá tính hay hơi cá tính. Chị Uyên là style gì? Chị Uyên là bánh bèo. Nhưng mà kiểu nào anh cũng ấy được. Ba phải nha. Không, thì anh là người có thể linh động được. Ok. Anh đã cũng thử. Anh là một good boy chính hiệu. Mấy anh quen lâu nhất là bao lâu, mà ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là 3 ngày mà lâu nhất là 1 tháng. Ở lâu nhất là 100 ngày, đúng rồi. Chứ anh nói 1 tháng là em sốc. Anh hồi đó anh quen một bạn kia là anh có làm cái ứng dụng mà đếm ngày quen á. Thì anh nhớ cái ngày chia tay thì anh lên anh coi là đúng 100 ngày. Sao mà sát quá vậy? Vậy là anh cũng chưa quen ai mà kiểu lâu mà quá tính 1 năm. Đúng. Kiểu hai người hiểu nhau nhiều. Bọn em anh thì được anh quen được tầm 7 tháng. Kiểu cái thời gian đấy hai người dành cho nhau nhiều thứ ấy, ý là không phải là thời gian dài thì mình sẽ hiểu nhau, mà bọn anh sẽ dành nhiều thời gian cho nhau. Em hiểu. Khoảng thời gian ngắn nhưng mà bọn anh lại trải qua được nhiều thứ. Đúng rồi. Yeah. Bọn anh dành cho nhau như là ít nhưng dài lâu. Thật ra cái đó nó cũng đâu có định nghĩa bằng thời gian đâu, chỉ là cái trải nghiệm, cái cảm giác của mình kiểu thế. Còn ngắn nhất của anh là bao lâu? Anh là chắc cũng 1 tiếng đồng hồ. Tháng. Trời ơi, chát quá vậy. 1 tiếng hả? Thực ra hồi cấp 3 anh có một bạn, anh theo anh kiểu anh thích. Anh thích mấy cua kiểu 4-5 tháng. Xong đến khi quen thì mấy ngày anh 3 ngày xong anh thôi. Kiểu nhưng mà bây giờ thì mình trưởng thành hơn rồi. À. Thì mình yêu chắc không? Thường thường trưởng thành không ai nhận mình là trưởng thành hết. Sao mà chơi mà dìm anh em vậy trời. Ở một góc khác, Uyên và Tùng cũng có khoảng không gian riêng. Nói chứ lâu rồi em không có đụng vô. Người hôm tối hôm qua em dầm mưa nên là người hôm nay cũng mệt. Cũng hôm qua có mưa sao? Không, nó là mưa nhưng mà nó không phải mưa. Mưa mà không phải mưa. Thằng bé nói chuyện. Mưa mà không phải mưa. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Speak Couple nhé. Em chưa biết năm sinh của anh. Tiếng Phật mình không được nói. Không mình hay lắm. Vậy là ai bị lộ thì mới biết thôi. Đúng rồi. Bây giờ có những trường hợp mà cứ mất cả tháng ấy là không lộ được ấy. Ý là nói đang nói cái chỗ xăm của anh chứ vậy. Đúng rồi. Thì có cái đó là cái duy nhất là bất cả tháng thôi. Bây giờ là anh 2 3 3 mấy 3 mốt. Đúng rồi. Cũng còn trẻ mà. Đúng rồi, còn trẻ ra. Còn trẻ mà. Trẻ hơn, trẻ hơn U40. Trẻ hơn U40. Tính nghe cũng bằng cậu. Một đứa cho bằng tuổi cậu, một đứa cho anh trẻ, anh trẻ 60-40, ok. Không, đó là sự thật. Nhớ ngày nào hai con cháu còn đã ban chung cái mới năm sau, năm rồi cũng tầm chỗ này. Em sát không phải một lần đâu, em sát lần thứ hai rồi đó.
vừa cái chuyện mà già rồi xong giờ có sát thêm lấy vợ nữa. Anh 91 phải không? Ờ, hợp đúng rồi, hợp đúng tuổi nào? Anh hợp với tuổi Thân. Chín mươi mốt là tuổi mùi. Đúng. Tại vì cái này không phải là em coi mà là thầy bói coi. Thầy bói nói là tuổi em nè, với lại người tuổi mùi á, về là lấy nhau về làm ăn được. Không biết tình hình ở nhà giờ sao rồi ha? Đồng hoa cách trái rồi đó. Đồng hoa cách trái. Gần đây nhất em lại có một mối tìm hiểu. Đó là cái mối tìm hiểu đầu tiên sau khi mà em đã kết thúc được cái suy nghĩ với bạn kia rồi. Ừ. Có nghĩa là những lần trước em tìm hiểu người ta nhưng mà kiểu không phải là mình còn tình cảm. Mở lòng để đúng rồi. Mối bạn thì, mới. Yeah. Đúng rồi. Thì á cái bạn đó kiểu em cũng nghĩ là thì sau những cái lần tổn thương vậy thì mình đã có được một cái gì đó bù đắp cho mình. Thì lúc đó thì tụi em là tìm hiểu ở xa nhưng mà kiểu cũng gần như quen nhau rồi á. Thì xong rồi đến một ngày cái gặp nhau. Không, chưa gặp luôn. Thì xong á là cái ý là tụi em cũng có vòng bạn bè chung nhiều lắm. Thì xong cái là bạn đó kết thúc với em mà kiểu như bạn đó nói với mọi người là cái gì mà vì sự nghiệp này kia nên phải bỏ tình yêu á. Các em cũng thấy hơi mắc cười. Thì vậy xong rồi cuối cùng em nhận ra là không phải là vì bất cứ lý do gì, chỉ là người ta không còn tình cảm với mình nữa thôi. Kiểu kiểu như vậy đó. Nên em cũng đặc biệt không thích những cái người mà người ta kiểu như là lấy lý do quá nhiều á. Kiểu vậy, một là thích, không thích thì thôi, bye kiểu vậy. Không, thường thì bọn anh cũng hơi sợ điều làm tổn thương. No, nói thẳng quá thì không, bản thân anh hồi đó cũng vậy, tức là thế. Mình nghĩ rằng là mình chia tay người ta cái mình sẽ nghĩ rằng là một cái lý do là sợ người ta đau, sợ người ta khổ, nên mình lấy một cái lý do nào đó. Nhưng mà thật ra thì anh phải thừa nhận bản thân là đàn ông con trai đôi khi lại hèn nhát ở chỗ đó, tức là họ hết tình cảm thì họ không có dám nói mà họ lấy một cái lý do là là do công việc, do gia đình, do sự nghiệp. Nhưng mà đến một lúc nào đó mọi người không nghĩ là người bạn gái đó sẽ kiểu phát hiện ra chuyện đó mà còn buồn hơn cả. Đúng. Cái chuyện nói thẳng. Yes, á yes, kiểu yes. Vậy cho nên là bây giờ thì anh nghĩ là anh đã quen với cái điều mà khi mà một mối tình kết thúc á, anh không có cố gắng tìm một cái lý do, mà anh hiểu rằng là ok, hết tình cảm rồi. Đúng thôi chị, thì... Nhưng mà ngặt một cái là người con gái thì họ lại cần một cái gì đó nó rõ ràng cụ thể. Anh thì quan điểm của anh là miễn là hai người còn cảm thấy hạnh phúc. Còn nếu như một lúc nào đó mà hai người cảm thấy không có hợp với nhau nữa thì mình nên nói một lời. Kiểu như có một cái sự kết thúc đẹp là ok. Ủa, em với gu bạn gái của em là gì? Để biết đâu mà ví dụ như trong anh có một người bạn nào đó hợp giới thiệu cho em. Ủa, tại sao không phải là dân bạn luôn mà đó? Thì em không phải là cái gu của anh Vịnh. Tại sao biết được? Chưa nói mà sao biết được? Đấy như vậy. Toán chết rồi. Làm tắt cái giọng quá vậy ta. Có gì đâu mà dập tắt ta. Sớm, chỉ là đúng sự thật thôi mà. Sớm cố tình chọn nghe số 1 để được đi chung rồi sao nghe con này cái tắt cái giọng quá. Số 1 đâu phải cố tình đâu. Đúng rồi. Cái đó là duyên đó. Đúng, cái đấy là duyên. Lương đó, anh đừng có tin. Không, nhưng mà cái này em bảo với nó là đúng là cái này là duyên. Duyên trời định mới cho chúng ta đi chung. Không, vì đó là bảo là do... Quên. Do quên đấy. Để chung về duyên. À, ở trên đường này hồi xưa dẫn mấy người yêu cũ đi ăn một quán ốc. Mấy người yêu cũ luôn. Mấy người yêu cũ là thật mà. Dạ, đứa nào xong cũng chia tay hết trơn. Đứa nào xong cũng chia tay hết trơn. Thì mấy người yêu cũ hả? Vì hẹn bây giờ nghiện mới đâu. Cài đi. Ở trong chương trình này. Trong chương trình này có một sự sắp đặt nào đó. Không hả? Mọi người đừng có làm Conan nữa. Tại vì lệch hết rồi. Lệch hết rồi hả? Dạ chứ, đó giờ em không bị chứng nhức đầu mà em mới vô được có ngày về bị nhức đầu luôn á. Sau khi đã chuẩn bị xong thì Trâm Anh, Minh, Vĩnh đã đi đến cửa hàng bánh mì đang được khai trương của Trâm Anh.
Ở đây cô nàng cũng rất ra dáng bà chủ nhỏ nha. Em biết làm đồng đèn không? Dạ không. Cái này làm đồng đèn sao ta? Làm đồng đèn được luôn á hả? Được, cái này làm đồng hồi xưa ở dưới quê á, người ta làm cái này bằng đồng đèn sao ta? Ủa, quê chị đâu? Ở miền Tây. Bến Tre. Đúng rồi. Ở không? Cà Lạnh. Cà Mau. Sau khi cúng khai trương xong, các bạn liền nhận một nhiệm vụ đặc biệt của chương trình. Giao cho các bạn một nhiệm vụ khá là quan trọng, có thể gọi là sẽ liên quan tới gần như là tính mạng của những bạn còn lại. Wow. Nghe áp lực quá vậy anh. Giờ anh mở gọi là bốn cái này thôi, xong rồi bung ra. Chớp. À, đi chợ. Đi chợ. Đi chợ là chúng ta đi chợ. Có cái gì trong này không? Không. Có chữ gì không? Có. Không. Có mỗi vậy thôi là chúng ta đi chợ đó mọi người. Thôi à. Sớm em bảo 2 triệu. Tính mạng vậy là. Thấy chưa? Mà 2 triệu này sống ở trong 7 ngày. Oh my god. Em nghĩ là như vậy. Ủa khoan. 9 người 7 ngày 2 triệu. Sao đủ? Đủ. Không. Em nghĩ là chắc là cho chúng ta ăn một bữa hôm nay đó. Dạo này ở trên TikTok có nổi một cái trend đó là đi một bữa cơm 5.000. Không, thực ra là như này, nếu mà chúng ta đi chợ mà chúng ta phải nấu ăn á thì mỗi bữa khoảng tầm 300-500 ngàn là đủ. Anh nghĩ là cái này nó sẽ phù hợp cho cái việc đấy, là chúng ta sẽ đi chợ trong 4-5 ngày sắp tới. Anh nghĩ là 4 ngày. 4 ngày sắp tới ở Sài Gòn. 4 ngày. Đơn giản. Thôi tính ngày sớm em bảo 2 triệu đúng luôn trời. Vì sớm gì bảo 5 triệu rồi. Trời ơi. Ô, anh là MC. Ừ, làm bên mảng bất động sản. Em à, giữ chương trình bên ý là MC bên mảng bất động sản hay là làm sale bất động sản, là làm rồi. MC là kiểu sở thích anh hay đi làm thôi. Em thì làm sale bất động sản nè, rồi làm MC là hai song song, nhưng mà MC thì vẫn là MC bất động sản nhiều. Đây vì quan hệ bên đó. Ai tặng hoa em đó. Hôm nay mới hẹn hò anh tự. Xong. Em tự bẻ. Không may tặng hết, em bẻ anh tặng thằng nhỏ đó. Anh buồn cười. Em tặng thằng nhỏ. Anh buồn cười nha. Không được. Kỳ trời. Đi xem được chia tay không? Dạ không. Em nhìn thấy là cái đường chỉ tay của em là nói là sau chương trình là em sẽ có người yêu. Chắc không? Chắc vậy. Đừng chỉ tay có thể thay đổi mà. Anh thấy sao? Có coi được ra không? Sao chúng ta mờ như thế? Đừng mà, mới ngày đầu tiên mà. Anh đã nói thế rồi. Không, anh nói vậy thôi. Anh nói vậy làm gì? Thứ nhất là để cho em có động lực, có động lực để em phấn đấu. Quê gốc ở của anh ở đâu nhỉ? Quê gốc của bố anh là ở Nghệ An. Nghệ An ở Nam Định. Nhưng mà anh sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Anh học ở Hà Nội. Nghệ An thì gần Hà Tĩnh. Nghệ An là 37 đúng không ạ? Ừ, 37. Bố em ở Hà Tĩnh. Mẹ em ở Thanh Hóa. Vậy là ở đây không có ai mà miền Tây chung với tôi. Không, tôi không có phải miền Tây. Ở nhà chung, 5 thành viên còn lại cũng được ban tổ chức thông báo một sự kiện đặc biệt, là sinh nhật của một thành viên trong nhóm, và mọi người quyết định tạo bất ngờ cho thành viên ấy. Tháng 8 là cùng từ tháng 8 anh bật cạp đúng không ta? 23 tháng 8 tháng 8 là tới lại đến đầu em sư tử vậy á. Sư tử em thì cung song tử. Cung song tử. Cung anh hỏi cung gì? Mình giống nhau á. Song tử luôn hả? Song tử hợp nhau nha. Song tử hợp nhau nha. Hèn gì? Mà vậy là anh thử chú ý rồi, khổ mình vậy thôi. Ủa thì sinh nhật thì phải có quà. Thì ra thành viên ấy là Kim Hoàng, nên mới có được sự năng nổ hết sức từ hậu. Ủa anh có thể tặng một cái bức bài này. Trời ơi. À bây giờ người ta hay hot bỏ hoa mà sổ đỏ. Ê,
Thiệt á. Sinh nhật nhớ nhất của em là gì Mai? Em hả? Sinh nhật nhớ nhất của em là vào năm 18 tuổi. Ờ, là 18 tuổi là em làm gì trong một sinh nhật? Anh này từ từ. À, thì ra đáng rất là đáng nhớ. Có, anh xài lanh quá. Không. Cái câu này là... Câu này chủ ý của nó rất rõ ràng. Không có, anh từ từ. Ý là 18 tuổi là cái độ tuổi mà đánh dấu mình trở thành một người nghe, trưởng thành, đúng không? Anh nghe, rất là anh nghe. Anh nghe xin chủ. Cái năm đáng nhớ tại vì là những năm trước thì em không có tổ chức. Cái năm 18 tuổi đó là tổ chức nó cũng khá là lớn ở trong một cái resort. Thì nhưng mà cái điều mà em thấy vui nhất là cái năm 18 tuổi đó em có rất là nhiều bạn bè bên cạnh. Toàn là những cái người bạn mà thân thiết với em luôn á. Nhưng mà cho đến khi lên đại học này kia thì cũng không còn được bao nhiêu người nữa. Nên là cái năm 18 tuổi đó thực sự là đáng nhớ luôn. Nghe chết chóc. Anh đừng có nghĩ theo cái hướng tâm mi đấy chứ. Anh rồi đó là anh bị lây. Anh bị lây. Cái gì vậy trời? Không có quỷ nữa sao? Vậy là em nhớ nhất là cái món quà nào trong cái buổi tiệc đó? Mọi người tặng quà cho em thì cái nào em cũng giữ, cũng rất là quý. Nhưng mà cái thứ mà em thích nhất là thư mọi người viết. Tại vì là em có, em bây giờ em đang có một cái thùng luôn. Một cái thùng đó là chứa mấy chục bức thư tay mà của mọi người viết rất là dài luôn. Tới chỗ rồi kìa mọi người. Em rất là thích được viết thư tay á. Rồi, ok, cảm ơn em. Bây giờ mình tới chỗ rồi. Ok. Yeah. Sao? Vậy hẹn người ta chia sẻ. Anh còn không... Không, cũng bữa xong. Bữa nào em đã ra em. Ok. Dạ, quê. Chúc mừng sinh nhật. Love Hound. Love Hound. Chúc mừng sinh nhật